Thế giới biết rất ít thông tin về ông, ngoài việc là cậu con trai út của chủ tịch quá cố Kim Jong-un. Tuy nhiên, chỉ trong một thập niên qua, từ một vị tướng trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, ông Kim Jong-un đã trở thành nhà lãnh đạo tối cao đầy quyền lực. Ông đã làm được điều mà không một nhà tiền nhiệm nào có thể làm được. Đó là cùng ngồi đàm phán với một tổng thống Mỹ đương nhiệm. Theo BBC và Seven Times, ông Kim Jong-un chào đời vào năm 84, là con trai út trong số ba con trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên lúc đó, Kim Jong-un. Khi còn nhỏ, Kim Jong-un sống ẩn mình khỏi sự chú ý của công chúng và thông tin về ông rất ít. Kim Jong-un được cho là theo học tại trường quốc tế ở Venice, Thụy Sĩ, rồi sau đó tiếp tục học tại Học quân sự Kim Nhật Thành từ năm 2002 đến năm 2007. Từ khi còn ít tuổi, ông Kim đã bắt đầu đồng hành cùng cha trong hàng loạt hành động. Đầu năm 2009, tin đồn bắt đầu lan truyền rằng ông Kim đang được bồi dưỡng để trở thành nhà lãnh đạo tương lai. Cũng trong năm này, ông được đưa vào danh sách ứng viên Hội đồng Nhân dân tối cao. Vào năm 2009, ông được bổ nhiệm vào Ủy ban Quốc phòng đầy quyền lực theo Hiến pháp Triều Tiên. Chủ tịch nước Dân chủ Cộng hòa là chức vị cao nhất nước này. Lúc đó, ông Kim Jong-un nắm giữ. Tới giữa năm 2009, ông Kim Jong-un được nhắc tới với danh hiệu đồng chí tài giỏi. Và vào tháng 6, có thông tin cho rằng ông được bổ nhiệm làm lãnh đạo Bộ An ninh Quốc gia, cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về quản lý chính trị và phản gián. Ông Kim Jong-un được cho biết là kết hôn với Lee Sun-ju vào năm nay, tháng 8, 2010. Khi ông Kim Jong-un thăm Trung Quốc, tháng 9 cùng năm, ông Kim Jong-un được phong hàm tướng 4 sao. Thời điểm bổ nhiệm, ông được coi là có ý nghĩa quan trọng vì nó diễn ra trước cuộc họp toàn thể đầu tiên của lãnh